Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến con người ta luôn bận rộn để mưu sinh mà quên mất đi những cái bình dị an lạc của cuộc đời. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình. Họ vẫn đang chống chọi từng ngày để vượt qua. Và quan trọng hơn cả là vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình. Đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè, và còn có cả những ngã rẽ khác bạn có thể đi. Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên. Dinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thanh tịnh chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay là u ám, đường đời có gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được bình an và thanh thản.